tác Mỹ Lộc Nước Ekiosan và Makano tại app Rico One nhập quýt bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7. Trong mấy ngày gần đây thì tình hình dịch Covid-19 đã bất ngờ diễn biến đáng lo ngại. Bản tin 30 giây nóng hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh này. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0 giờ ngày 28 tháng 7. Truy vết những người đã đến những địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Diễn biến mới nhất về tình trạng của những bệnh nhân Covid-19. Lời khai ban đầu của 5 người Trung Quốc vượt biên bằng thuyền qua Việt Nam với ý định vào thành phố Hồ Chí Minh. 4 nghi phạm nổ súng cướp tiền tại chi nhánh ngân hàng BIDV ở Hà Nội. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 27 tháng 7. Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 16, đề nghị những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại một số khoa, phòng chuyên môn của 3 bệnh viện gồm Bệnh viện C Đà Nẵng từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong các ngày 16 tháng 7 và 18 tháng 7, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 và 20 đến 21 tháng 7. Bên cạnh đó, những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hương chuyến 3 giờ chiều ngày 17 tháng 7 từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và chuyến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 7 từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Những người đi chuyến tàu SE7 lúc 23 giờ ngày 21 tháng 7 từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Những người đã đến chợ đầu mối Hoa Cương ở quận Hải Châu, Đà Nẵng vào buổi sáng các ngày từ 8 đến 12 tháng 7. Cùng một số địa điểm khác tại thành phố Quảng Ngãi cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Hoặc gọi điện đến các đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Những người này cũng phải thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế trực tuyến, cũng như thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Theo chỉ đạo mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tất cả người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh rời Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 được thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đang triển khai quy trình khai báo y tế, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm tại 24 quận huyện để đảm bảo an toàn trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm và cách ly đúng quy định. Các trường hợp có triệu chứng đường hô hấp nghi mắc bệnh COVID-19 phải lập tức mang khẩu trang và đến các bệnh viện quận huyện khai báo y tế để được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 và điều trị. Ngoài ra, những trường hợp này không di chuyển bằng phương tiện công cộng. Các trường hợp mặc dù đã ở thành phố Hồ Chí Minh trên 14 ngày vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Các trường hợp chưa đến lượt lấy mẫu xét nghiệm cũng cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà. Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thì 2 trong số các bệnh nhân COVID-19 mới lây từ cộng đồng là bệnh nhân 416 và 418 đều có những biến chuyển sức khỏe xấu. Trong đó bệnh nhân 416 sốc nhiễm khuẩn, bệnh nhân 418 biến chứng suy hô hấp, suy tim. Được biết, bệnh nhân 416 nhập viện với chẩn đoán viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn. Từ ngày 23 tháng 7, bệnh nhân bắt đầu chuyển biến xấu. Từ ngày 25 tháng 7, bệnh nhân bắt đầu phải sử dụng ECMO tĩnh mạch, phổi nhân tạo, lọc máu liên tục, thở máy. Các bác sĩ tiên lượng các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng bệnh rất nặng, khả năng phải thở máy và lọc máu liên tục, dùng ECMO trong thời gian dài. Còn bệnh nhân 418 cũng ở Đà Nẵng, có nhiều bệnh nền, hiện có biến chứng suy tim cấp, tổn thương thận, đang phải thở máy. Các bác sĩ cũng đánh giá các chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng tiên lượng nặng, khả năng phải thở máy và lọc máu liên tục trong thời gian dài. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 vào sáng nay, Đà Nẵng sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0 giờ ngày 28 tháng 7. Theo đó, Đà Nẵng sẽ phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, yêu cầu dừng mọi hoạt động không cần thiết, áp dụng từ 0 giờ ngày 28 tháng 7, ít nhất trong 14 ngày. Tuy nhiên, tại những điểm là ổ dịch thì thực hiện theo tinh thần của chỉ thị 16 trên CTTTG về việc cách ly xã hội và việc phân định này do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tập trung xử lý triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm đối với 3 bệnh viện,
Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và 3 quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu là những địa điểm khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tiếp tục đề cao cảnh giác bằng những biện pháp mạnh mẽ, không để bất ngờ xảy ra trên địa bàn cả nước, bằng mọi biện pháp không để virus SARS-CoV-2 lan rộng tại Đà Nẵng và các địa phương khác. Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không được gây hoang mang trong nhân dân. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, phản ứng nhanh, tổng lực, thần tốc, truy vết và xét nghiệm diện rộng đối với các đối tượng cần thiết. Trưa hôm qua, trước giờ phong tỏa, tại Bệnh viện Đà Nẵng, vì lo lắng, nhiều bệnh nhân và người nhà đã tự ý rời khỏi bệnh viện. Trước tình hình này, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức kiểm soát chặt danh sách bệnh nhân và người chăm sóc. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân và người nhà đã tự ý trèo rào bỏ ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Một nguồn tin xác nhận, chỉ riêng khoa tim mạch can thiệp và ngoại tiết niệu, mỗi khoa đã có hơn 15 bệnh nhân vắng mặt. Bệnh viện Đà Nẵng đã lập danh sách và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng để thực hiện các biện pháp giám sát cộng đồng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 27 tháng 7, tất cả các cổng của Bệnh viện Đà Nẵng đều có công an, dân phòng và các lực lượng an ninh túc trực kiểm soát. Hiện các đường ra vào đều nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ có một số xe chở nhu yếu phẩm được phép vào bên trong. Việc chi viện nhu yếu phẩm từ người thân bệnh nhân gửi vào bên trong được tổ chức tại một địa điểm tiếp nhận. Chuyển sang thông tin liên quan đến tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay đội tuần tra của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra thì phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, công an xác định 5 người Trung Quốc này đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai và đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị tổ công tác bắt giữ. Bước đầu, những người này khai nhận đã bỏ ra 100 nhân dân tệ để thuê lái đò đưa từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Một lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 cho biết, hiện các nghi can cũng như tài xế và phụ xe của chiếc xe 7 chỗ đã được bàn giao cho công an Lào Cai để tiếp tục điều tra làm rõ có hay không đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mới đây, một sự cố cháy nổ đã xảy ra khi nữ nhân viên đang bơm xăng vào can nhựa cho một người đàn ông. Cây xăng bất ngờ phát nổ và bốc lửa khiến nữ nhân viên và 3 khách hàng vội vàng tháo chạy, trong khi 2 người khác dựng xe gần đó chờ đến lượt. Lúc đó cây xăng ở giữa bất ngờ phát nổ, lửa lan sang các khu vực xung quanh, nữ nhân viên và những khách hàng kịp tháo chạy. Vụ việc xảy ra trưa ngày 22 tháng 7 vừa qua tại một trạm xăng ở Sóc Trăng. Tiếp theo là thông tin về vụ 4 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vụ cướp xảy ra vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 27 tháng 7 tại trụ sở ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo đội hình sự công an quận Đống Đa và lãnh đạo công an phường Láng Hạ cho biết đang điều tra truy bắt các nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên. Một người dân chứng kiến vụ cướp cho biết, sau khi cướp được tiền, hai nghi phạm chờ bên ngoài nổ xe chạy trước, hai nghi phạm bên trong chạy ra ngoài vẫn cầm một vật nghi là súng, đe dọa bảo vệ và người dân không được đuổi theo. Cả 4 nghi phạm cùng đi xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên. Theo chi nhánh thống kê, số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng. Hiện nay BIDV Ngọc Khánh và công an đang phối hợp chặt chẽ để truy tìm đối tượng phạm tội. Các hoạt động tại BIDV chi nhánh Ngọc Khánh tiếp tục diễn ra bình thường. Hãng này tiếp tục tăng thêm 12 chuyến bay và đưa vào khai thác các máy bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787 từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng để phục vụ hành khách có nhu cầu rời Đà Nẵng. Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ hành khách có vé đến đi từ Đà Nẵng xuất trước 25 tháng 7 và khởi hành trước hoặc trong ngày 31 tháng 8 được đổi ngày bay. Hành trình một lần miễn phí, miễn điều kiện hạn chế của vé với ngày bay mới đến ngày 31 tháng 10. Để giải tỏa khách, Cục Hàng không đã cấp phép cho Vietjet, Pacific Airlines và Bamboo Airways tăng 17 chuyến khứ hồi đi đến Đà Nẵng. Ngoài ra, một số chuyến bay được Vietnam Airlines và Bamboo Airways chuyển sang khai thác bằng máy bay lớn như Airbus A350, Boeing 787. Theo số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam, trong 5 ngày, từ 27 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, số lượng khách đã đến và đang ở tại Đà Nẵng dự kiến đạt 80.000 hành khách. Chuyển sang phần tin quốc tế,
Sáng ngày 27 tháng 7, toàn bộ nhân sự làm việc trong Tòa lãnh sự quán Mỹ tại thành đô Trung Quốc đã rời khỏi tòa nhà dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Sáng cùng ngày, quốc kỳ Mỹ trong sân Tòa lãnh sự quán đã được kéo xuống. Trước đó, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston đã phải đóng cửa vào chiều ngày 24 tháng 7 giờ Mỹ. Theo lệnh của Tổng thống Donald Trump đưa ra hôm 21 tháng 7, người đứng đầu Nhà Trắng cho phía Bắc Kinh có 72 giờ để sơ tán hết nhân sự và khẳng định hành động này nhằm bảo vệ tài sản, trí tuệ và người dân Mỹ khỏi Trung Quốc. Trung Quốc đã đáp trả bằng cách ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, cũng như đưa ra thời hạn 72 giờ để toàn bộ nhân viên làm việc trong tòa nhà này rời đi. Trong sáng nay, giá vàng thế giới đã bất ngờ tăng 19,3 đô la Mỹ một ounce lên mức 1.920,6 đô la Mỹ một ounce ngay trong phiên đầu tuần. Giá vàng miếng SJC cũng tăng đến 1,2 triệu đồng một lượng lên mức 56,2 triệu đồng một lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 53,88 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 2,327 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa giá mua bán vàng cũng khá cao ở mức 1,5 triệu đồng một lượng, còn vàng nhẫn cách biệt 850.000 đồng một lượng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, thực tế nguồn cung trên thị trường không thiếu, mặt khác giá vàng tại các tiệm vẫn có sự cách biệt, chứng tỏ lực mua không lớn. Nếu lực mua lớn sẽ không có chuyện giá bán vàng giữa các công ty vàng cách biệt lớn như vậy. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và Macano tại app Mega One nhập code bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng.